Sau Rose của công ty cổ phần xây dựng FLC Pharos, hai cái tên tiếp theo của họ cổ phiếu nhà FLC mới đây đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HOSE đưa vào diện đình chỉ giao dịch bắt buộc. Đây chính là những tín hiệu tốt của thị trường, thế nhưng cũng là hung tin đối với những ai đang mang danh cổ đông FLC. Từ ngày 5 tháng 9, cổ phiếu Rose đã bị hủy giao dịch. Ngày 9 tháng 9 tới đây, công ty cổ phần tập đoàn FLC, mã chứng khoán FLC và công ty cổ phần nông dược 2, mã chứng khoán HAI cũng tiếp tục bị đình chỉ giao dịch. Và trong những ngày qua, họ cổ phiếu FLC cũng liên tục bị bán tháo, giảm giá mạnh. Thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng đây có thể là trường hợp đầu tiên mà các nhà đầu tư mua cổ phiếu bị trắng tay, mất sạch trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu mà bây giờ một cái cổ phiếu nào đó mà được hủy niêm yết thì tôi tin rằng sớm muộn gì cái cổ phiếu đó cũng sẽ rơi vào zero, giá trị zero hoặc là một giá trị rất thấp. Thì những nhà đầu tư nào mà mua trước đó với cái giá trị cao hơn thì bây giờ bán đi, mà chắc chắn là phải bán đi, tại vì không ai đến cái thời điểm mà hủy niêm yết lại dại gì mà mua những cái cổ phiếu của những công ty hủy niêm yết. Thì khi mà phải bán đi với một cái giá rất thấp, thế thì trong trường hợp đó thì dĩ nhiên là các nhà đầu tư mất rất nhiều tiền, thậm chí là trắng tay nếu mà cái doanh nghiệp đó khai phá sản. Thì khi mà phá sản thì dĩ nhiên là cái cổ phiếu đó là bị triệt tiêu. Trên lý thuyết, ba cổ phiếu Rose, FLC, HAI bị hủy niêm yết trên sàn HOSE thì vẫn có cơ hội được chuyển giao dịch sang sàn Upcom. Tuy nhiên, với hàng loạt thông tin tiêu cực hiện nay, việc được niêm yết trở lại sẽ rất xa vời. Tôi nghĩ là để trả lời câu hỏi này thì sẽ xem xét cái thực tế của doanh nghiệp, xem là doanh nghiệp có thể khắc phục được những cái sai phạm của mình hay không và tiềm năng của doanh nghiệp ra sao. Thứ nhất đó là có hai cái mà có thể quyết định được là doanh nghiệp có tồn tại hay không. Có nghĩa là doanh nghiệp bản thân nội tại, hội đồng quản trị cũng như đại hội đồng cổ đông, cũng như ban lãnh đạo doanh nghiệp, cũng như là các cổ đông quyết liệt trong cái việc là tái cơ cấu lại doanh nghiệp, khắc phục các cái hậu quả và tập trung vào cái việc sản xuất kinh doanh. Và theo quy định của luật thì sau 2 năm giao dịch trên sàn Upcom thì nếu mà doanh nghiệp đáp ứng điều kiện thì có thể quay trở lại các cái sở giao dịch chứng khoán để niêm yết lại. Thứ hai là có một khả năng nữa là các cái nhà đầu tư khác nhìn nhận là doanh nghiệp vẫn còn khả năng tiềm năng phát triển và họ tiếp nhận lại cái doanh nghiệp đó và đẩy lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì vẫn còn cơ hội để cho các nhà đầu tư nắm cổ phiếu có thể là không bị bất chấp. Từng làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán, tiếng tăm vang bóng một thời, trở thành huyền thoại trong giới đầu tư. Thế nhưng giờ đây, họ cổ phiếu nhà FLC lại khiến cho các nhà đầu tư của mình phải lao đao, thậm chí nín thở trước mỗi tín hiệu xấu tung ra. Đây cũng như là bài học xương máu cho những nhà đầu cơ chơi hàng nóng, cần phải tỉnh táo trong việc lựa chọn danh mục, tránh bắt đáy trong mù quáng mà bắt phải rào rơi.